Vì kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 34 độ C, độ ẩm 71%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trắng Bàng. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 33 độ C, độ ẩm 72%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 34 độ C, độ ẩm 75%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 70%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 34 độ C, độ ẩm 72%. Mực nước cao nhất tại Cầu Dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,80 đến 0,85 m. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, vụ hoa Tết Giáp Thình 2024, nông dân trồng hoa ở các địa phương của tỉnh Tiền Giang như thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Cò Công Tây, huyện Cò Công Đông, trong khoảng 1 triệu 200 giỏ hoa các loại, tăng khoảng 1,19% so với Tết Nguyên đáng 2023. Riêng các làng hoa truyền thống ở thành phố Mỹ Tho, trong khoảng 1 triệu 100 giỏ hoa các loại, cung ứng thị trường các loại hoa Tết gồm cúc vàng hòe, vạn thọ, cúc mâm soi, các tường người trồng hoa cho biết vụ hoa Tết năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa sinh trưởng và phát triển tốt, nở đúng Tết, màu sắc đẹp. Nhưng chi phí sản xuất thì còn cao do giá vật tư nông nghiệp, công lao động tăng hơn cùng kỳ năm trước. Từ nay đến ngày thu hoạch, bà con nỗ lực chăm sóc hoa nhằm hạn chế sâu bệnh, không để phát sinh thêm chi phí. Trồng hoa tươi phục vụ thị trường Tết cổ truyền là nghề truyền thống của nông dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hơn 30 năm qua hoa được trồng nhiều ở xã Mỹ Phong, Tây Mỹ Chánh, Trung An, Phước Thạnh. Nhờ nắm vững kỹ thuật canh tác nên hoa Tết rất tốt tươi và sẽ trổ hoa trúng dịp Tết cổ truyền. Hàng năm, làng hoa Mỹ Phong cung cấp khoảng 1 triệu giỏ hoa cho các thương lái đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vũng Tàu và các tỉnh tổ chức trang trí đường hoa, khu vui chơi dịp Tết. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, tổ hoa kiển phương chính thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, Năm nay, ông trồng 6.000 giỏ với các chủng loại hoa như hoa cúc Hà Lan, mâm xôi, cúc vàng hoa, vạn thọ, hướng dương hay cúc mồng gà. Hoa của ông cũng như những nông dân trồng hoa khác ở làng hoa Mỹ Phong và các xã khác của thành phố Mỹ Tho tiêu thụ trong tỉnh, cũng như cung cấp cho thương lái thu mua rồi bán về cho người tiêu dùng ở các tỉnh lân cận. Ngoài ra, các nhà vườn còn mang ra bài bán ở quảng trường Hùng Vương của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang các hộ dân trồng các loại hoa như hoa vạn thọ, hồng nhung, sống đời, phát tài. Các loại hoa này được nông dân trồng trên tiếp đất, không trồng chậu nhựa, để nhổ bán cho người mua cúng tổ tiên vào ngày tổng mộ, lễ tiễn ông táo, ông công về trời, cũng như ghi chân trong những ngày Tết. Ngoài làng hoa truyền thống của thành phố Mỹ Tho, nông dân ở các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, huyện Chợ Gạo còn trồng hoa thời vụ để phục vụ nhu cầu trưng bày trong những ngày Tết. Theo kinh nghiệm của các nhà vườn trồng hoa, Giá hoa Tết năm nay có thể sắp hơn năm rồi nhưng vẫn đảm bảo có lãi cho người trồng, hứa hẹn một mùa Tết đầy đủ. Quý khán giả thân mến, bản tin dự báo cảnh báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.